Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Việt nhận thấy cháu Quỳnh Chi, 34 tháng tuổi ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị điếc bẩm sinh. Sau khi hội chẩn tại chuyên khoa tai mũi họng, bé Quỳnh Chi đã được chỉ định cấy điện cực ốc tai vào ngày 22 tháng 5 và ca phẫu thuật đã thành công. Tiền bé là lúc đó bé được 11 tháng. Bác sĩ mà kêu riêng gia đình em vào, bác sĩ bảo gia đình là bình tĩnh. Giờ là bé là bị cấm điếc, bị mất điếc trắng luôn ấy. Điếc sâu, điếc nặng, điếc trắng hoàn toàn, mẹ không thể nghe bất cứ một âm thanh nào hết. Lúc đó em cảm thấy, em nói chung em không biết nói thế nào, em cảm không biết, trong đầu em chẳng nghĩ được cái gì, em cảm thấy không thể tin tưởng vào điều đó, được không tin nổi, đó là sự thật. Em lúc đó em cũng nghĩ sẽ chữa cho con, nhưng mà em cũng không biết chữa được hay không, mà đến lúc bác sĩ bảo là có cơ hội để chữa được cho con. Nhưng mà số tiền nó quá lớn. Từ 500 đến 700 triệu thì em cả đời gia đình em cũng không làm được từng đó tiền. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chi phí phẫu thuật cao, đặc biệt là chi phí mua máy điện cực ốc tai vượt quá khả năng chi trả của gia đình, Bệnh viện Đa khoa An Việt đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và tài trợ 100 triệu đồng cho gia đình. Đồng thời, Tổng đài Siêu Cun tài trợ thiết bị cấy điện cực ốc tai từ trung tâm trợ thính Cát Tường. Là em cảm thấy mình rất là may mắn. Tại vì em người ở miền Trung, mà em không nghĩ em từ miền Trung mà ra đến ngoài Bắc mà được bác Hoài An giúp đỡ như vậy. Dạ. Mà khi biết đến hoàn cảnh gia đình thì bạn biết là trong gia đình có khó khăn, bạn đã sẵn sàng giúp đỡ, bạn không ngần ngại suy nghĩ gì hết. Dạ. Thực sự em cảm thấy rất là may mắn. Em cảm ơn bác Hoài An rất là nhiều. Mà cảm ơn các y bác sĩ ở đây, vì những ngày ở đây chỉ có hai mẹ con thôi. Mà trong kia ra đây thì xa xôi, chỉ có hai mẹ con chăm sóc nhau mà bé nó yếu nữa. Là các y bác sĩ ở đây tận tình giúp đỡ em lắm. Dạ. Thậm chí đi mua đồ mà em không đi được á, mà các chị ở đây cũng giúp em đi mua. Cấy điện cực ốc tai là phương pháp phẫu thuật hiện đại đưa toàn bộ các chuỗi điện cực vào trong ốc tai với mức độ an toàn vô trùng tuyệt đối. Với chiếc điện cực ốc tai này, bệnh nhân sẽ nghe được âm thanh từ mọi giải tần số khác nhau. Sau đó, qua quá trình huấn luyện, các bé sẽ nghe nói gần như người bình thường. Trước đây chúng ta biết rằng là mỗi một năm sẽ số lượng trẻ sinh ra rất nhiều, thì trong đó sẽ có một tỷ lệ là 3/1000 là nó bị cái bệnh điếc âm bẩm sinh. Thế thì khi điếc bẩm sinh thì nó dẫn đến là em bé không nghe thấy gì. Em bé không nghe thấy thì không thể học nói. Thế thì cho nên là bao giờ cái điếc bẩm sinh thì nó đi kèm nên là câm bẩm sinh, gọi là điếc câm bẩm sinh. Thế thì khi mà điếc câm bẩm sinh như thế thì em bé trở thành tàn tật. Và nó không thể đi học ở các trường bình thường, nó không thể giao tiếp với mọi người, rồi sau đó nó chỉ ở trong cái cộng đồng nhỏ của nó, là nó phải nói bằng bằng ngôn ngữ, bằng tay, bằng chân, rồi bằng nhìn môi. Thế các cái phương pháp để mà dạy nói cho em bé như thế thì vô cùng hạn chế cho cái việc nó học tập và nó hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng mà đến bây giờ cấy điện cực ốc tai thì tất cả những cái em mà cấy điện cực ốc tai xong thì đại đa số các em đi học ở trường bình thường, và các em thông minh như những trẻ bình thường, và kết quả học tập của em không thua kém bất cứ một em nào, và nó nói được bình thường. Bệnh viện Đa khoa An Việt trên cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị y tế hiện đại. Trên cơ sở đó, hàng năm, chuyên khoa tai mũi họng đã triển khai mổ cấy điện cực ốc tai cho hàng trăm trẻ bị câm điếc bẩm sinh. Vì đây nó là cái trung tâm phẫu thuật của tai mũi họng nhi mà. Thế cho nên là các em bé từ các tỉnh dồn về đây rất nhiều. Thế không những là chị mổ, còn bác sĩ khác của viện chị cũng mổ rất nhiều. Thế bởi vậy thì cái lượng mổ là khá lớn. Thời gian gần đây, Bệnh viện An Việt đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phẫu thuật miễn phí ốc tai điện tử cho các bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cấy điện cực ốc tai là một trong những kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa An Việt từ nhiều năm nay, đem đến cho trẻ câm điếc bẩm sinh một tương lai mới, sớm hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa, có thể trở lại đi học ở các trường bình thường. Mọi thông tin tư vấn về sức khỏe hoặc đặt lịch thăm khám, các bạn vui lòng gọi 1900 2838 để được hỗ trợ.